Đây mình có ở trên tay tay là một đôi ba này, còn một đôi là một đôi PS38. Đấy. Thì đôi này thì PS38 là một mẫu mà sử dụng cho câu chuyện là tập hàng ngày của mấy anh em hay hay chia sẻ ấy. Alo. Xin chào tất cả anh em. À, hôm nay sẽ là một video review giày nhưng mà sẽ là một cái bối cảnh nó khác hơn một chút, đó chính là mình đang ở Hạ Long. À, đây là bãi biển Hạ Long mình đang ngồi ở đây. Để, uh, chia sẻ một số anh em về uh, chia sẻ với anh em về một số cái đặc điểm mà uh, mình nhận ra được ở trên cái đôi uh, Pegasus 38 này sau cái buổi chạy dài 21 cây vừa rồi đó thì nếu như mà anh em đã nghe rất là nhiều những cái chia sẻ của mọi người về cái uh, cái mẫu phần 3 là một cái mẫu sử dụng cho chạy dài đúng không thì anh em chưa được nhiều người anh em review kiểu trải nghiệm thực tế toàn uh, toàn nói nhưng mà đã chạy đâu <laughs> đúng không đây mình sẽ có một số cái chia sẻ với anh em về cái mẫu về cái S38 này tám này đấy uh, thì thực tế trải nghiệm thực tế thì nó sẽ có một số cái đặc điểm gì hôm nay cầm cái mic thì nó hơi vướng vướng một tí nhưng mà chắc không sao đây mình có ở trên tay tay là một đôi ba này còn một đôi là một đôi Pegasus 38. Đấy. Thì đôi này thì Pegasus 38 là một mẫu mà sử dụng cho câu chuyện là tập hàng ngày của mà anh em hay hay chia sẻ ấy. Thì um, chạy dài thì nó sẽ có những những một số cái đặc điểm như thế nào? Thì theo như mình được trải nghiệm ấy thì mình thấy là đôi này đúng là để chạy uh, hàng ngày và và chạy một cái tốc độ vừa phải thôi. Còn để mà chạy một cái tốc độ cao ấy thì nó sẽ không tối ưu giống như Fly3. Ví dụ ví Fly3 này, anh em cái 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 form của nó này, cái thiết kế của nó. Chạy dài thích càng chạy dài thì anh em sẽ càng cảm thấy là thích Fly3. Với công nghệ carbon ở trong này. Tuy nhiên bởi vì là khi mà mình đã hỏi khá là nhiều anh em rồi à, nếu mà cứ chạy đến khoảng là trên 5 cây hoặc là à, 10 cây đổ lên đấy. Anh em đâu thì 10 cây còn thông thường là như mình là mình thấy 5 cây nó bắt đầu có hiệu quả rất lớn. Đó, ở chiếc V3 nó rất là nảy luôn. Nó bắt đầu chân trên 5 cây bắt đầu cái 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 chân của anh em bắt đầu nó giãn ra này. Các cái cơ gối nó giãn ra, cái cơ chân nó giãn ra và và cái guồng chân của anh em khi đó nó bắt đầu nó theo một cái guồng và chân nó sẽ bon theo cái guồng bởi vì là form của nó cứng nha cho nên là nó theo cái quần cái cái, cái quần của cái đôi fly này cái form của fly này cho nên là nó sẽ bon nó bon chân của anh em lắm và nó nó kiểu đẩy người mình đi và mình cảm thấy rất là dễ dàng và từng cái bước chạy của mình nó rất là nhẹ nhưng mà nhưng mà đối với anh em nào mà sử dụng chạy hàng ngày ấy, đúng không nếu mà sử dụng chạy năm bảy cây hàng ngày thì bởi vì nó chưa tới cái cơ của anh em mới chạy 5 cây mà Flybar phải trên 5 cây thì mới có hiệu quả thì thì nó chưa tới nó chưa tới cái mức đó cho nên là không cảm nhận được cái độ thích của Flybar đâu cho nên là nếu mà anh em sử dụng Flybar uh, để mà chạy năm bảy cây mừng hàng ngày thì không thấy được cái giá trị của nó đấy cho nên là anh em sẽ cần đấy một cái lý do để nói <laughs> anh em sẽ cần một cái đôi mà uh, chạy hàng ngày này cần một cái đôi để mà chạy dài cần một cái đôi để thi đấu là thế tức là một anh em cần có hai đến ba đôi giày là như vậy đúng không? còn anh em không thi đấu thì thôi không cần phải cần nhiều đôi nhưng mà nếu mà anh em thi đấu hay là chạy dài thì anh em sẽ cần phải hai ba đôi ok và vấn đề chính là cái đôi uh, bên 38 này thì uh, nó sẽ bởi vì là cái nó mềm lắm đấy mình, mình 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 uốn được nhỉ à? đấy nhưng mà phần này ba thì này không thể nào uống được bởi vì nó có cái thanh carbon trong này cho nên là để mà chạy hàng ngày 5 7 cây thôi thì trên Pegasus 38 nó sẽ ở những cái km đầu rất là thoải mái đúng không nó thoải mái hơn rất là nhiều so với phần này ba bởi vì là những km đầu chân của anh em nó ở cái trạng thái mà nó chưa được khỏe và nó chưa được uh, gọi là uh, như mình nói là nó giãn ra ấy thì nó sẽ dễ dàng để chạy hơn rất là nhiều trên những cái đôi này Và mình nói luôn là chạy những km đầu uh, Chạy uh, tầm P6 hoặc 530 Thì rất là ok Nhưng mà để mà chạy dài và chạy nhanh ấy Thì nó đương nhiên là những cái mẫu này nó sẽ không hề tối ưu chút nào Và tức là anh em chạy anh em sẽ phải cố gắng nhiều hơn Anh em sẽ không cảm thấy đã gọi Cảm thấy đã là mình nói từ đã cảm thấy đã khi mà mình chạy không cảm thấy phê giống như vào lấy ba nhờ anh em chạy xong chạy xong những cái đôi bị cổ pegasus 37 bảy xong, xong sang pk ba tám anh em chạy anh em cảm thấy kiểu như là rất là phấn khích ông nhắn tin với mình mình bán mình mình bán cho anh em giày thì anh em cảm thấy kiểu rất là phấn khích khi chuyển chuyển sang những mẫu này để chạy dài thực sự luôn là điều như thế thì hôm đấy mình chạy 21 cây với bố mình và chạy trên pegasus ba tám thì À, cái thứ nhất là như mình chia sẻ là nó không hề tối ưu cho câu chuyện chạy dài và câu chuyện chạy tốc độ bởi vì là khi mà chạy đến càng km sau thì nó sẽ không hỗ trợ nhiều giống như trên phần ba bởi vì cái form của nó thì hỗ trợ cho chạy ngắn thôi mặc dù nó êm hiểu không mặc dù nó êm nhưng mà cái cái thiết kế đế của nó cái công nghệ đế của nó nó không có thanh carbon cho nên là câu chuyện chạy dài nó sẽ không hề tối ưu và nó mất khá là nhiều sức để và cái quan trọng mất sức thì không quan trọng nhưng mà quan trọng là cái trải nghiệm của anh em khi mà lên chân ấy thì nó không được phê và nó không được sướng như ở trên những cái đôi kiểu như fly bar ấy, mấu chốt là như thế. <laughs> Còn nghe cái, cái phần uh, phần upper ấy cũng là một cái đặc điểm mà khi mà đôi Pegasus 38 này chạy dài thì nó sẽ không được thoáng cho lắm. Mặc dù chạy ngắn rất sướng, chạy ngắn này rất sướng nhưng mà chạy dài thì uh, cái 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 chân của mình nó nóng lên và nó không được bị thoáng cho lắm. Thì đấy nó có đặc điểm mà khiến cho trải nghiệm chạy dài của anh em không được tốt Và 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 nó hơi bí một tí Chạy thì vẫn được, hôm đấy mình chạy 21 cây P630 thôi Ở Trên phần p tám chạy vẫn được Nhưng mà ý là cái trải nghiệm nó không được phê ấy. Đến cái cuối chân nó không có cảm giác nữa Không còn cái cảm giác mà mình mình chạy nữa không? thì đấy là một cái mà nó nó không đem lại nó không có ấy, giống như Flybar được mà nó 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 cảm thấy nó bình thường thôi còn để mà chạy hàng ngày thì phần ba chạy năm bảy cây hàng ngày phần ba không thể bằng được PS38 đâu nhé anh em à, bởi vì là đấy như mình chia sẻ mỗi đôi giày thì sẽ có một cái công năng khác nhau mỗi đôi giày thì sẽ có một cái hiệu năng để chúng ta sử dụng khác nhau à, không đôi nào mà nó hơn đôi nào mà mỗi đôi thì nó sẽ phục vụ cho câu chuyện tập luyện khác nhau à, và cái môn nhu cầu khác nhau và không đôi nào hơn đôi nào đâu mà anh em có điều kiện thì à, có điều kiện và cái mục đích của mình như thế nào thì anh em sắm rồi như vậy. À, thật ra là những cái thông tin này thì khá là ít anh em chia sẻ. mình nói thật luôn, mình nói thật um, khá là ít anh em chia sẻ uh, kiểu theo kiểu uh, đôi nào cho đôi nào, đôi nào cho đôi nào một cách nó chi tiết mình nói thực sự là một điều như vậy để anh em uh, nắm được cái thông tin. rồi ok và một số chia sẻ của mình như vậy thôi. phần ba và, và pc 38 và những cái đặc điểm tại sao một đôi để chạy dài tại sao một đôi để chạy hàng ngày nó rất là rõ ràng nó rất là rõ ràng và nó rất là cụ thể như vậy để anh em có được những cái thông tin và những cái chia sẻ của mình để lựa chọn cho mình một cái đôi giày chạy phù hợp ok cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em tại một video khác của hai và shoe shop nhé bye bye